Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay Bảo Khánh sẽ chia sẻ với quý khách về hợp tác kinh doanh của người tuổi Mùi. Người tuổi Mùi có khuynh hướng chạy theo trào lưu, thiếu sự sáng tạo, tác phong tương đối bảo thủ. Họ có linh cảm về thị trường mạnh mẽ, có thể nhanh chóng biết được xu thế của thời đại, từ đó điều chỉnh kinh doanh, chọn những sản phẩm phù hợp, cung cấp những dịch vụ cần thiết. Tuy nhiên, người tuổi Mùi thường theo sau các doanh nghiệp khác. Kinh doanh thế nào, kinh doanh cái gì, bố trí ra sao, họ đều không có quan điểm của riêng mình. Nếu họ cam tâm làm theo cái cũ thì không thể tốt lên được. Bạn hợp tác phải có ý tưởng sáng tạo, có cách nghĩ mới mẻ, có kiến giải độc đáo, suy nghĩ sáng tạo, điều mà người tuổi Mùi đang thiếu. Hai người hợp tác có thể phát huy ý tưởng kinh doanh hoàn chỉnh nhất, vừa có thể hợp với trào lưu chung, lại có tiềm năng đột phá riêng. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về các vật phẩm phong thủy.